Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh máy Bitcoin. Thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào một cái dự án mới của sàn Binance. Thì hiện tại thì sàn Binance nó đã chính thức là ra mắt một cái mini app ở trên Telegram có tên là Moonbit. Thì đối với cái mini app này thì do chính sàn Binance họ phát triển nha. Thì họ đã chính thức rồi. Thì mình ra cái kèo này hơi chậm một tí. Thì họ ra mắt chính thức đâu đó khoảng là gần một tuần này thôi. Đấy. Thì đối với cái dự án Moonbit này, bạn nào mà chưa làm thì có thể làm theo hướng dẫn của mình. Còn bạn nào mà đã làm rồi thôi, đấy, có thể là đi đào boy hàng ngày ở trên cái mini app của sàn Binance này. Thì về cái Moonbit này của sàn Binance á, thì nó cho phép các bạn đó là chơi game kiểu như là đào vàng upline các bạn. Đấy, thì khi mà các bạn câu á, thì các bạn có thể là nhận được điểm boy này. Ngoài ra thì khi mà các bạn câu, các bạn sẽ có cơ hội câu được đó là Matter Spaceship. Thì trong cái box Matter Spaceship này các bạn sẽ có cơ hội đó là nhận được thêm một phần airdrop nào đó nha. Về phần airdrop gì thì không rõ. Còn về cái phần điểm boy á, về phần điểm boy mà các bạn kiếm được á, thì sau này sàn Binance họ có ra một token meme nào nữa hay không, thì tới đó thì nó có thể là cho chúng ta là sử dụng cái điểm boy mà chúng ta kiếm được để chúng ta đó là đổi sang con token meme đó. Đây. Thì đối với hiện nay thì mình thấy thì sàn nào cũng tạo một cái meme riêng cho họ. Đấy. Như là sàn KuCoin thì có meme Frog này. Đấy. Còn BitGet thì có meme đó là Meow, Meow. Đấy. Còn đối với những cái sàn chẳng hạn như là Linea thì nó có là Fox đấy. Giống như là nó tạo một cái meme cho riêng của họ thôi. Đấy. Thì đây là free thôi các bạn. Đấy, free thì các bạn cứ làm thôi. Tuy nhiên thì này nó yêu cầu nha. Thì đối với cái dự án này chích khó chích về chích đó, chích red của cái dự án Moonbit của sàn Binance này các bạn thì khá là khó nha. Tại vì nó yêu cầu các bạn đó là tài các bạn cần phải có một cái tài khoản sàn Binance đã hoàn thành KYC đó. Thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ như vậy để các bạn đó là connect với lại là cái tài khoản sàn Binance của các bạn vào để các bạn nhận thêm điểm boy. Đấy, yêu cầu là sàn Binance của các bạn phải hoàn thành KYC. Đấy, cho nên là khi mà nếu mà các bạn muốn chích thì các bạn cần phải có nhiều tài khoản sàn Binance đã KYC. Đấy. Thì và mình nói sơ qua về trong cái tựa game của sàn Binance này, Moonbit này thì về việc kiếm điểm boy nha. Thì các bạn có thể là câu vàng này, thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn là một số lượt nhất định để các bạn đó là chơi game này. Đấy, tiếp theo đó làm nhiệm vụ task để nhận thêm boy này. Ngoài ra thì các bạn sẽ đi tuyển red nha, đi tuyển red. Về việc tuyển red thì nó có giới hạn nha các bạn. Về việc tuyển red thì nó sẽ có giới hạn nha. Về khi mà các bạn mời bạn bè này thì khi mà các bạn mời được một bạn bè thì các bạn sẽ nhận được là 10% số điểm này từ mỗi lần chơi của người bạn đó nha. Với phần thưởng tối đa là 50.000 điểm thôi nha. Max là 50.000 điểm cho mỗi lượt red. Đấy. Và khi và bạn của bạn có nghĩa là những anh em người red cho bạn á sẽ nhận được đó là 1.000 điểm nha. Người red của bạn chứ không phải là của bạn nha. Người mà red thông qua cái link red của bạn á thì sẽ nhận được là 1.000 điểm. Đấy. Thì có những nhiệm vụ nào, nhiệm vụ hàng ngày, đăng nhập hàng ngày các bạn sẽ nhận được 100 điểm này. Chia sẻ chiến dịch trên Telegram này. Đó. Đăng ký sàn Binance kiểu như là connect Telegram với sàn Binance này. Connect tài khoản sàn Binance của các bạn này. Đấy. Nhiệm vụ giới hạn thời gian này nhá. Thì nói chung thì nó mỗi ngày hay là mỗi tuần rồi đó thì các bạn nó sẽ có một cái nhiệm vụ là có thời gian, thì những cái nhiệm vụ đó các bạn làm càng sớm càng tốt để nhận điểm boy. Còn nếu mà qua cái thời gian đó thì cái nhiệm vụ đó nó sẽ biến mất, có nghĩa là cái nhiệm vụ đó nó sẽ kết thúc, cho nên là không làm nhiệm vụ đó thì các bạn là sẽ không nhận được điểm boy nha. Kiểu như là mỗi ngày hay là 2 3 ngày gì đó nó sẽ ra một cái nhiệm vụ là có thời hạn để cho các bạn làm đó. Cho nên là các bạn cứ vào bot mà các bạn nhận thấy được cái nhiệm vụ mới thì các bạn có thể là làm nha. Ok thì bây giờ tiếp theo đi vào mình sẽ hướng dẫn này. Thì đầu tiên thì để tham gia vào con bot Moonbit của sàn Binance này thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video. Rồi các bạn mở con bot ra. Đó, tương tự như là những cái con bot khác thôi. Thì các bạn mở con bot ra, rồi các bạn nhấn vào chữ launcher. Đấy.
thì các bạn nhấn vào chữ continue, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào continue để điểm danh. Thì sau khi các bạn điểm danh cái ngày đầu tiên xong thì bạn nào mà mới làm thì các bạn sẽ nhận được khoảng là 1.100 điểm đấy nha, 1.100 điểm nếu mà các bạn có red qua cái link red của người khác hoặc là link red của chúng mình thì các bạn sẽ nhận được là 1.000 điểm sao á nha. Đấy thì sau đó thì ở đây trên con bot này nó sẽ có bốn mục, nó sẽ có năm mục, đó là game này, leaderboard này, leaderboard có nghĩa là rank. Tiếp theo là phần task, phần task là phần nhiệm vụ để các bạn làm, còn phần friend là để các bạn lấy link red đó, kiểm tra là các bạn được bao nhiêu red. Còn bên mục bài nen đó là cái mục mà để cho các bạn đó là connect với lại là cái tài khoản của sàn bài nen đấy. Để ok thì đối với cái task đầu tiên như sau. Đối với cái task đầu tiên thì đầu tiên cái mục game này thì các bạn nhấn vào chữ play game nha. Đây này, ở phần là view item này này. Đó, thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn là 6 lượt chơi. Thì về phần chơi thì các bạn nhấn vào chữ, chỉ cần là nhấn vào chữ play game này. Đó, rồi sau đó thì các bạn câu vàng thôi nha, câu vàng này. Đó. Câu vàng này. Hoặc là cái hộp này nha. Đó. Còn những cái màu đen đen hay là những cái cục đá các bạn đừng có câu nha. Ấy da. Nha. Những cục đá khi mà các bạn câu 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 trúng những cái cục đá thì nó sẽ trừ cái điểm của các bạn. Đấy. Ok. Thì sau đó thì các bạn muốn chơi tiếp thì các bạn nhấn vào chữ play again rồi chơi tiếp thôi. Đó, còn hiện tại còn 5 lượt này. Mỗi ngày nó cho các bạn đó là 6 lượt nha. Đấy. Thì mỗi mỗi lượt thì nó sẽ đâu đó khoảng là 10 phút nha. 10 phút thì nó sẽ hồi lại một lượt cho các bạn hay sao á. À đây đây. Next attempt này, có nghĩa là 10 khoảng là 9 phút sau thì nó sẽ hồi lại một lượt chơi cho các bạn. Đấy thì các bạn cứ chơi thôi, đợi nó hồi lại lượt chơi thì các bạn chơi. Đó. Tiếp theo là về cái mục task này. Thì các bạn vào cái mục task. Thì trong cái mục task này thì các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là sell campaign lên story Telegram của các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nhiệm vụ đó thôi nha, nhấn vào cái nhiệm vụ đó. Rồi sau đó thì nó support story. À, hiện tại thì bạn nào đang sử dụng ứng dụng Telegram ở trên PC như mình này này thì nó không hỗ trợ nha. Hình như là nó không hỗ trợ. Ủa được nè. Nó vẫn cộng các bạn ạ. À. Ok. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi là được. Ok, tiếp theo đó là subscribe thì các bạn nhấn vào này, rồi các bạn join vào thôi, join vào kênh channel của Binance in Moment. Đấy. Tiếp theo đó là subscribe Telegram T Game Channel thì các bạn nhấn vào, rồi các bạn join vào cái Binance Bit in Moment thôi. Đó, join vào. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại thì nó sẽ cộng điểm cho các bạn thôi. Và tiếp theo đó là pin Binance Account. Thì đối với phần pin Binance Account này thì có nghĩa là nó yêu cầu các bạn là connect với lại cái tài khoản sàn Binance của các bạn nha. Thì đối với cái này thì ở đây thì mình sẽ sử dụng điện thoại nha, mình connect cho dễ tại vì mình dùng app trên sàn Binance. Sàn Binance mình dùng app ở trên điện thoại. Ok thì ở trên mình sẽ vào lại bot này. Ok, chọn qua một dịch vụ lại này. Ok thì đối với liên kết tài khoản sàn Binance của các bạn, khi mà các bạn liên kết xong thì các bạn sẽ nhận được đó là 10.000 điểm boy nha. Đó, các bạn nhấn vào. Đó, thì bạn nào mà đang nhấn xong á, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi nhé, thì nó sẽ tự động nhảy tới cái sàn Binance của các bạn và nó tự động kết nối với lại là cái tài khoản Telegram của các bạn trên sàn Binance luôn. Đó, các bạn chỉ cần nhấn OK trên sàn Binance thôi. Đây. Đó, nha. Thì nói chung thì trên sàn Binance này, các bạn có thể là vào sàn Binance rồi các bạn chọn vào phần hình vuông vuông vào phần profile của các bạn ấy. Đó, thì trong profile các bạn có thể là chọn vào cái phần tên của các bạn này nha, các bạn nhấn vào đường tên của các bạn này. Đó, các bạn có thể là chọn vào cái phần đó là phần bảo mật này nha, trong phần bảo mật này. Thì trong phần bảo mật các bạn kéo xuống lúc bên dưới các bạn sẽ thấy được cái phần là kết nối, các kết nối tài khoản này, nhấn vào nè thì các bạn sẽ thấy được những cái tài khoản mà các bạn đã kết nối như là Telegram đó,
nha. Thì sau này mà nếu sau này nếu các bạn muốn ngắt kết nối á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là ngắt kết nối thôi đó nha. Đấy, thì sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn quay trở lại bot trên Telegram thì nó sẽ tự động cộng điểm bo cho các bạn thôi. Ok, hình như là cái nhiệm vụ này nó cộng hơi lâu, nó xác minh hơi lâu nha các bạn. Ok, tiếp theo đó thì bên phần nhiệm vụ thì hiện tại nó chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Thì hàng ngày các bạn có thể là vào cái phần nhiệm vụ này, các bạn kiểm tra có những nhiệm vụ nào mới thì các bạn có thể là làm. Đấy.